Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trên trang nhà chị Trang Nguyễn có lời khuyên như thế này: hãy cẩn thận với những người bạn làm tổn thương. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng cùng một người sẽ không xuất hiện hai lần trong đời. Không phải ai cũng có thể thay thế được. Hãy cẩn thận với những người bạn làm tổn thương. Trong thế giới hối hả và luôn thay đổi này, chúng ta thường coi nhẹ các mối quan hệ. Chúng ta sống trong một nền văn hóa khuyến khích việc nhanh chóng tiến tới, tìm kiếm điều gì đó hoặc ai đó mới để lấp đầy khoảng trống. Nhưng sẽ có một khoảnh khắc, thường là khi đã quá muộn, bạn nhận ra rằng một số người là không thể thay thế. Sự đặc biệt mà họ mang lại cho cuộc sống của bạn, cách mà họ thấu hiểu tâm hồn bạn và mối kết nối bạn chia sẻ không thể nào được lặp lại. Dù bạn gặp bao nhiêu gương mặt mới, mối quan hệ bạn từng có với cái người đặc biệt đó, dù là bạn bè hay người yêu hay thậm chí là một người cố vấn, thì đều là duy nhất. Và khi mất đi mối liên kết ấy, sẽ để lại một dấu ấn mà không ai có thể lấp đầy. Chỉ khi họ không còn ở đó, bạn mới thực sự cảm nhận được sự nặng nề của sự vắng mặt ấy, và sự thật đau lòng mới hiện ra: một người không xuất hiện hai lần trong đời. Chúng ta thường vô tình làm tổn thương những người gần gũi nhất mà không nhận ra hết mức độ của sự tổn hại ấy. Trong những lúc bực bội, tức giận hay tự cao, chúng ta nói những lời hay làm những điều hoặc không làm những cái việc mà lại khắc sâu vào trái tim của những người quan tâm đến mình. Chúng ta nghĩ rằng lời xin lỗi, thời gian hay khoảng cách sẽ chữa lành tất cả, rằng cuộc sống sẽ tiếp tục và sẽ luôn có cơ hội khác để sửa chữa những gì đã sai. Nhưng nếu không có cơ hội đó thì sao? Nếu người mà bạn làm tổn thương là người mà bạn sẽ không bao giờ có thể thay thế được thì sao? Người mà tiếng cười, tình yêu và sự đồng hành của họ vốn dĩ sẽ cùng bạn vượt qua những thử thách và niềm vui trong cuộc sống. Sự thật là không phải ai cũng có thể thay thế. Một số linh hồn chạm đến chúng ta theo cái cách mãi mãi thay đổi ta, và khi mất họ, chúng ta cũng mất đi một phần của chính mình. Làm tổn thương ai đó không chỉ là việc phá vỡ niềm tin hay gây đau đớn tạm thời, đó là việc thay đổi dòng chảy của một mối quan hệ có thể không bao giờ hồi phục. Và dù chúng ta thường nghĩ rằng mình có thời gian để hàn gắn những gì đã đổ vỡ, sự thật là đôi khi chúng ta không có. Thời gian không phải lúc nào cũng chữa lành, đôi khi nó chỉ làm rộng thêm cái khoảng cách giữa hai trái tim từng đập chung nhịp. Những vết thương mà ta gây ra trong những khoảnh khắc bất cẩn hay bỏ bê đó có thể sâu hơn chúng ta tưởng nhiều. Những lời nói vội vàng hay những hành động ích kỷ sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí của người mà ta làm tổn thương, lâu sau khi cái khoảnh khắc đó đã qua đi. Không phải ai cũng sẽ cho bạn cơ hội thứ hai. Không phải ai cũng sẽ đợi bạn thức tỉnh, xin lỗi hay trưởng thành. Một số người khi đã bị tổn thương, khi họ cảm thấy bị phản bội hoặc không được yêu thương, sẽ lặng lẽ rời đi. Và khi bạn nhận ra mình đã mất gì, ôi chao thì đã quá muộn rồi. Khoảng trống mà họ để lại trong cái cuộc sống của bạn vẫn sẽ còn, nhưng sự hiện diện, ánh sáng và tình yêu của họ sẽ biến mất. Bạn sẽ tìm kiếm họ ở những người khác, nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy cùng một tâm hồn, cùng một mối liên kết, cùng một phép màu. Vì vậy, hãy chú ý đến lời nói của bạn, hãy cẩn trọng trong hành động của mình, hãy nhận ra những người thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn và đối xử với họ bằng sự quan tâm xứng đáng. Yêu thương họ một cách trọn vẹn khi họ vẫn còn ở bên bạn. Bởi vì một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra họ quý giá đến nhường nào. Và lúc đó có thể họ đã không còn nữa rồi. Cuộc sống là ngắn ngủi và các mối quan hệ rất mong manh. Đừng để sự kiêu hãnh, cái tôi hay sự bất cẩn phá vỡ điều gì đó đẹp đẽ. Quả là một bài viết có ý nghĩa phải không quý vị? Rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm và chia sẻ. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.